Sau hơn tuần lễ phát động, đến thời điểm này thì gần 100 các chi đảng bộ và các hội đoàn thể, đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2021. Kết thúc vòng thi tuần thứ nhất, toàn huyện Hòa Vang có 6.116 người tham gia dự thi, đứng thứ nhì bảng tổng sắp toàn thành phố. Để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, ngoài việc quán triệt và hướng dẫn các thao tác dự thi, chuyển tải các thông tin liên quan, các chi đảng bộ trong điều kiện cụ thể của mình đã có cách làm sáng tạo, như lồng ghép trong các lần sinh hoạt, cập nhật các nội dung cần thiết trên các trang mạng xã hội để người dự thi tìm hiểu, nắm bắt, thành lập các nhóm hỗ trợ công nghệ để ai cũng có cơ hội tham gia, đảm bảo đạt số lượng và chất lượng. Đối với hội viên nông thôn, cán bộ hội viên nông thôn thì tôi thấy rằng là các chị, một số chị lớn tuổi, tuy nhiên là cũng rất là tích cực tìm hiểu để mà những cái chị chúng tôi giao trách nhiệm, bởi vì chúng tôi có hoạt động là xây dựng cái chi hội là 1+1, là một chi hội mạnh là hỗ trợ một chi hội yếu, hoặc một chi hội trẻ là hỗ trợ một chi hội lớn tuổi. Giới thiệu và cung cấp những cái nội dung văn kiện của cái liên quan tới cuộc thi lần này để các đơn vị về triển khai trong đơn vị mình, và trong từng cái đơn vị như vậy, thế là từng cái chi đoàn thanh niên của cấp xã hoặc là cấp thôn, cũng như là từng cái trường học trong ngành giáo dục, thì trong ngoài cái thi chung như thế thì phải có cái tập hợp một vài cái tập thể hoặc những cá nhân có năng khiếu để chúng ta đầu tư sao vào, ngoài cái chuyện thi trắc nghiệm thì đầu tư sao vào cái việc thi phần tự chọn để làm sao có những cái hiến kế đặc sắc cho thành phố để xây dựng thành phố phát triển. Với nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi, với sự triển khai đồng bộ và đều khắp trong toàn đảng bộ, hy vọng huyện Hòa Vang sẽ góp phần đem lại sự thành công chung cho cuộc thi toàn thành phố.